Sau bạn Nhật xin chào các bác, em vừa về tiếp một lô hàng mới, toàn bộ máy rất là đẹp. Muốn lên sóng phục vụ các bác một con Corona nhé. Một con Corona này, con này có điều khiển zin, em bán theo hình thức cả điều khiển zin hoặc là điều khiển đa năng cũng được, tùy các bác mua. Con này thì nếu các bác mua với điều khiển đa năng thì muốn bán là 3,8 triệu. Đấy, còn các bác thích điều khiển zin của nó thì là 4,2 triệu nhé. Điều khiển zin kèm vỏ hình thức nguyên bản, không sơn si gì, còn rất đẹp luôn. Đây, thông số tem mác của nó đây, năm sản xuất 2013, ga 410A, nặng 21 kg, công suất tối đa là 600W, điện 100V. Hình thức trước sau rất là đẹp, dàn điện còn mới, nội thất bên trong đã kiểm tra rồi còn rất mới các bạn nhé. Đây, dàn điện rất là sạch đẹp, không móc méo gì, lạnh buốt luôn. Quang nào có nhu cầu lấy chiếc này vào luôn, rồi đó là lạnh, rất lạnh nhé. Trước sau rất là đẹp, dàn được sau còn rất là đẹp nhé. Có hệ thống tự tiêu nước, đây là cái cửa gió thoát khí nóng nữa các bạn này. Đấy, các bạn bố trí đường thoát khí nóng cho nó, cái khe này nhé, rộng khoảng 5 phân, cao khoảng 60 phân, máy cao 75 phân, 8000 BTU, dùng cho phòng khoảng 15m2 đổ lại. Các bạn nào có nhu cầu lấy các ba lô nhé. Giá em bán là như clip đã nói, đòi 6 tháng, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Chào các bạn. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 nhé.